Hello, xin chào quý vị. Lý Hương đang có mặt tại quán lẩu cua Đất Mũi. Xin mời cả nhà ăn hai món cua nha. Đây là món miếng cua với lại món là cua sốt cay nha. Ở đây được nghe rất là nồng mùi ớt đó. Quá ngon. Lý Hương vừa ăn xong cái tô ốc móng tay nha, xào rau muống. Rồi bây giờ xử tiếp cái phần này ha. Miếng cua. Xin mời cả nhà, xin mời. Hai con cua này thì có giá là 375.000 ha quý vị. 375.000. Một con. Còn mình tùy chọn cua và mình tùy chọn món luôn. Rồi, xin mời cả nhà ăn miếng cua nha. Bây giờ Lý Hương kính lão để đắc thọ. Gắp miếng cua cho đại ca ha. Hôm nay Lý Hương đi ăn với lại chủ kênh Sài Gòn Ngày Nay. Lâu lâu lắm rồi hai anh em mới ngủ nhau đi ăn. Ai cũng cày sắp mặt hết cả nhà ơi. Rồi nhiều đây trước đi ha. Ít nữa. Ở đây thì nó có ớt Đà Lạt á, nên nó hơi nghe cái mùi nồng nồng của ớt ha. Đây, ớt Đà Lạt đây quý vị. Cộng xanh, cộng đỏ ha. Rồi, sau đó thì mình sẽ ăn với lại cua. À, xin mời anh. Mời đại ca. Rồi, bây giờ tới Lý Hương. Có điều ở đây xào hơi bị dính không? Ăn cua cho đã, ăn luôn mới có chiến lược, chiến thuật. Lý Hương chơi thử một ít cua bên đây nó hơi cay cay xem như thế nào, trộn hai món này với nhau ha. Cho cả nhà coi nè, bên đây cái sốt nó hơi cay chút. Đây là một món khác nữa. Chơi ăn luôn cái càng đây. Trộn món ha. Rồi, xin mời cả nhà. Thử cái nước sốt này coi. Nước sốt khá là cay. Đây họ có trang trí thêm cái con này giống con thỏ đây cả nhà. Cà chua bi ha. Đây là trái cà chua bi á. Cái phần cua mà xào này thì nó hơi cay ha, cay nồng á. Cay nồng lên tới mũi luôn cả nhà. Miếng thì hôm nay xào hơi bị lạc. So với Lý Hương. Dạ, em đang thêm nước tương đây. Đây là càng cua. Càng của con cua. Khá là chắc ha. Thank you.
cái vỏ nó dày ghê. Bay lên tới đây. Vỏ nó dày cui cui luôn. Tranh thủ lúc đại ca đang quay Lý Hương sẽ vẽ cho cả nhà xem vua này luôn nha, vẽ cho đại ca nè, nãy giờ ngồi chịu không nổi rồi, không nổi mà không dám nói. Cái này mà quết chấm rồi đã lắm anh. Đầu tiên cho cái này nha. Phần này là mình cần bỏ cái túi này ra thôi. Xong. Tất cả những miếng còn lại thì mình ăn thôi.
ngọt đó ha, tươi và chắc nữa. Bữa mình ăn buffet trong nhà hàng, trời ơi cua nó ngon. Nào chúng dân sẽ về chợ Sông Lưới Vũng Tàu và mua cua, sau đó sẽ ăn thử để cho quý vị các bạn biết nha. Cua Vũng Tàu hả? Cua chợ Sông Lưới Vũng Tàu rẻ ngon. Ký loại VIP nhất là 400.000, không chế biến là 20.000, nữa là 420.000. Và chúng dân đi thì ngồi bãi biển ăn ghẹ ngon. Mỗi người có mua có mỗi người ăn có thấy con ghẹ nhưng mà cái này không hết bự lắm không? Ghẹ bự mà nhiều thịt quá ngọt luôn, có mấy trăm ký luôn, rẻ quá. Mua con bé mua 3-4 ký mà ăn không hết luôn, mỗi người ăn con là ngán. Hai con này tính ra là nhiều tăng nhiều rồi em. Ở cua Vũng Tàu á, nó không buộc dây như cua Cà Mau, nên là ví dụ như ở đây cái dây rất là nặng nên có thể một ký đây hai con, một ký được 3-4 con. Vậy nó cắn sao? Đâu, họ vẫn buộc dây nhưng mà họ không buộc bằng, họ buộc bằng dây ba mía, nó mỏng. Đây dây thêm nước không? Đây dây này dây vải và đây là chúng ta mua dây mà có con cua. Chứ không phải là chúng ta mua cua, còn ở Vũng Tàu là chúng ta mua cua, còn đây là mua dây có cua. Trời ơi ngon quá, một tuần ăn cơm bụi đổi lấy một ngày ăn cua cả nhà ơi. Lại ca cho Lý Hương quá trời luôn cả nhà. Tha hồ mà ăn luôn ha. Cái này chấm với lại muối tiêu và ớt á. Muối tiêu chanh rất là ngon. Lý Hương thấy có cái sốt nên là kêu thêm ổ bánh mì không? Ăn thêm. Dạ em cảm ơn. Đây đại ca mình làm rất là gọn ha. Con đây còn à, con này nó cứng quá em bẻ không nổi. Wow, bánh mì còn nóng hổi luôn ha, chấm như là sốt này. Rồi, chào tạm biệt cả nhà nha. Lê Hương ăn xong cái cua này, nói chung là cái phần cua này cũng khá là ngon, nó cay và nó có mùi nước dừa trong đây. Cua thì chắc tươi ha. Rồi, chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Nhấn like nếu thích nha. Bye bye quý vị.